Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi chiều nay mình đang có mặt tại phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Kế bên vòng xoay An Phú gần con đường DT743, gần đường Mỹ Phước Tân Vạn, để review cho khách hàng một căn nhà một trệt một lầu có diện tích cực đẹp. Diện tích là ngang 5, chiều sâu là 16m. Tổng diện tích là 81m2. Ở đây thổ cư 100% luôn nhé. Căn nhà này được chủ nhà đúc một trệt một lầu, gồm sân đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ. Căn nhà này được chủ nhà thiết kế không gian mở rất là đẹp nhé. Đây là không gian trong nhà của căn nhà. Em quay review cho quý vị mình xem. Ngang 5, chiều dài 16, tổng là 61m2, thổ cư 100%. Nhà này nằm cách vòng xoay An Phú chỉ khoảng hơn 1km thôi. Nhà có hướng Tây. Ở đây có mấy căn hướng chính Tây và chính Đông đang gửi bên mình bán nhé. Bây giờ mình quay con đường phía trước cho quý vị mình xem này. Ở đây là sân xe hơi rất là rộng nha. Mình để sân xe 7 chỗ thoải mái luôn. Bên đây chủ nhà trồng cây rất là đẹp đây nha. Đường trước nhà 7m. Đây là con đường trước nhà 7m này. Ở đây người đang xây dựng nha. Đường 7m. Cửa chính ở đây được chủ nhà làm một lớp cửa sắt 4 cánh rất là đẹp nha. Phía trên mặt tiền căn nhà này, mặt tiền phố, chủ nhà thiết kế theo dạng 2 lầu. Nhưng đây là nhà một trệt một lầu nhé. Mặt tiền rất là sang, cửa sắt 4 cánh nhé, rất là đẹp. Di chuyển ở sân xe hơi này. Hai bên đây chủ nhà ốp gạch cao lên tới khoảng 1m4. Trên đây chủ nhà đúc hết nhé, xây coi như là phun hết đất luôn rồi. Trong đây mình có thêm một lớp cửa 4 cánh cộng với rèm cửa chủ nhà đã gắn rồi nha. Sàn trong đây được chủ nhà lót gạch bóng kiếng 80 rất là đẹp. Hai bên này chủ nhà dán giấy dán tường cũng như các bức tranh ở bên hông này rất là đẹp nha. Phía trên mình có hệ thống trần trí thạch cao, hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng cũng như quạt trần ngay không gian của phòng khách nhà mình. Ở bên đây có các kệ để tivi cũng như các kệ trang trí ở đây nha. Chủ nhà đã đóng sẵn rồi. Và bên đây là không gian căn bếp nấu ăn của các chị nội trợ nhé. Căn bếp rất là rộng này. Mình kê bàn ăn 4 ghế, 6 ghế thoải mái ở đây. Không gian kế bên kia mình kê tủ lạnh nhé. Đây là dàn tủ gỗ sồi, có tủ rượu mini này. Vách được chủ nhà ốp kiến cường lực, rất là đẹp nha. Phía trên mình có hệ thống trần trí thạch cao, hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng ngay không gian của căn bếp. Rất là sáng nhé. Di chuyển về phía cuối căn nhà, ở đây có hai cửa này. Ở đây có một cửa lùa và trên đây có một giếng trời ngay cuối căn nhà này. Đây mình có phòng vệ sinh ở dưới nhé. Đây là phòng vệ sinh ở dưới này. Nội thất cơ bản rất là ok. Vòi tắm đứng xen thuyền, bàn cầu đúc và chậu rửa mặt xinh xắn ở đây. Đây có chậu rửa mặt rất là đẹp nhé. Bây giờ mời quý vị mình tham quan không gian phòng khách một lần nữa nhé. Quý vị nào có nhu cầu đi xem nhà thì hãy lưu số điện thoại của em, lưu video về để lúc cần alo cho em theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay vòng xoay An Phú, em sẽ dẫn vào xem nhé. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất mà em đưa lên hàng ngày để cho quý vị mình cùng xem và tham khảo nhé. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen kim sa, tay vịn gỗ sồi và kính cường lực rất là đẹp. Lên tới lầu trên rồi. Và có một cái là quý vị
nên quan tâm là căn nhà này đang được chủ nhà kêu mức giá là 2 tỷ 850 triệu đồng cho căn nhà 81 mét vuông này nhá. Giá này vẫn còn thương lượng. Phòng ngủ đầu tiên. Bên đây có chỗ kê máy giặt cũng như giếng trời ở đây. Phòng vệ sinh trên này. Chỉ 2 tỷ 850 triệu đồng cho căn nhà 81 mét vuông. 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ, sân xe hơi đầy đủ hết. Phòng ngủ thứ hai nhé. Em quay sơ sơ, quý vị nào có nhu cầu lên mình sẽ xem trực tiếp, xem kỹ hơn nhé. Đây là phòng ngủ thứ hai này. Tất cả phòng ngủ đều có cửa lùa bên hông hết nhé. Đây là phòng ngủ thứ ba này. Đây là phòng thờ phía trước. Ở đây có ban công phía trước này. Quý anh chị nào có nhu cầu đi xem nhà, hãy alo cho em theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay vòng xoay An Phú, em sẽ dẫn vào xem nhé. Nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá rất là mềm, chỉ 2 tỷ 850 triệu đồng thôi. Khu này đang xây dựng rất là nhiều, có hướng đông và hướng tây, như căn nhà này là hướng chính tây nhé. Rồi, cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi video, mình xin được kết thúc video tại đây.